mình phải cố lỗi cái này nữa là mình cũng lừa. Phé đánh thêm mấy bao nữa không? Hết pin rồi chưa? Cái đấy hết mất pin rồi. Thôi thế là đủ rồi. Thế là đạt công rồi. Hết pin rồi đạt công rồi. Tại tối qua tôi không phạt, cứ để đấy chơi vẫn thế. iPhone nó nhanh hết pin nhưng mà nó dùng nó thế. Pin nó bé chứ không phải là tốn, mà nó tính năng nó nhiều nên nó đốt pin nhanh. Cô vẫn được hai cái này nữa là xong rồi, vẫn đủ pin. Là cái bà nó cam nó cứ quay đến giờ là mình đang ngủ, quay đoạn này lại lái này. Rồi nó lại rơi đâu mất ăn khối chứ. Ngủ quên hết điện, nó phải là rơi là chết. Chứ như mình thắng làm cái tô đùng. Cứ để cho phu 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 một chiếc này. Bay nó bay lên một tiếng hồ đấy, điện điện lại về lại. Dòng dây điện lên chứ. Làm dòng dây điện lên.